Alo, chào các bạn. Hôm nay lâu lắm rồi, cả nửa tháng rồi mình mới live stream lại. Tối hôm nay mình mới rảnh live stream lại. Cái phần hôm nay live stream cái phần hôm nay là nói tiếp cái phần hôm trước. Hôm trước mình đã chia sẻ bạn là cái chủ đề là 17 điều mà khi mà bạn sở hữu cái điều này thì chắc chắn là bạn sẽ trở thành một người làm kinh doanh thành công và giàu có. Nó thể hiện ngay từ nhỏ, còn bạn nào chưa có thì chúng ta luyện thôi. Và hôm vừa rồi cái phần 1 mình đã nói đến cái điều số 8 rồi, và hôm nay bắt đầu mình nói tới cái điều số 9. Và bạn nào mà chưa chưa có thì các bạn lên YouTube hoặc các bạn lên Facebook, các bạn xem lại cái phần 1. Hôm nay mình chỉ nói tiếp cái phần số 2 thôi. Và bây giờ là chúng ta cùng nhau chào nhau, giới thiệu nhau, kết nối với nhau, làm quen nhau. Các bạn có thể giới thiệu họ tên của bạn, khu vực các bạn sống, tỉnh thành các bạn sống, lĩnh vực các bạn làm kinh doanh, hoặc bạn chưa làm kinh doanh, bạn đang làm một công việc gì đó, nói và nói cái mong muốn, cái khát khao của bạn. Và mọi người cùng xem livestream này, chúng ta cùng nhau biết, cùng nhau làm quen, cùng nhau kết nối, cùng nhau lan tỏa. Ok chưa các bạn ơi? Đó là chúng ta cùng nhau xem livestream này. Ở bên Facebook thì giờ này cái lượng lên rất là đông. Các bạn có thể chia sẻ cái livestream này đến cho nhiều người xem. Còn bên kênh YouTube thì mình thấy sau giờ này chưa ai xem hết. Mình không biết là nó đang có gì. Mấy bữa bên kênh YouTube là lên đông lắm. Bùng một cái là lên, lượng người lên xem rất là đông. Hồi nay sao tự nhiên không thấy ai hết. Vâng. Và bây giờ mình đi vào vấn đề liền. Các bạn cứ chào chút xíu mình sẽ thấy, mình chào lại các bạn cứ giới thiệu rất là rõ ràng. Và bạn đang ở Thái Nguyên này. Tại vì bây giờ mình phải ưu tiên mình nói trước. Đúng rồi, lâu lắm bây giờ mới thấy bạn Thảo. Ok, bạn Vũ, bạn Sang, bạn Vượng. Ok, mình sẽ nói tiếp. Cái điều thứ 9 đó là bạn có thể có khả năng sống dưới mức mà mình kiếm được. Tức là có khả năng chịu khó khăn á. Chào bạn Tuấn Dinh. Tức là có được cái tố chất đó. Các bạn biết là những ngày đầu mà ra làm kinh doanh á, phần lớn á là mọi người thấy hình ảnh của nhiều người kinh doanh thành công á, là khi mà họ thành công thì sự nghiệp họ thành công rồi. Họ có tiền bạc, họ có nhà cửa, họ có xe con, mọi thứ họ đầy đủ. Cái chuyện đó là cái chuyện mà không bàn cãi rồi. Nhưng mà những ngày đầu ra khởi nghiệp á, hoặc là bạn chưa khởi nghiệp nhưng mà bạn có cái tố chất đó, tức là bạn có cái khả năng chịu đựng, chịu cực, chịu khổ, bạn sống dưới cái mức mà cái thu nhập bạn có, ví dụ bạn thu nhập 3 triệu mà bạn vẫn có thể sống dưới đó, bạn có thể tiết kiệm được. Bạn thu nhập một tháng có 4 triệu thôi mà bạn vẫn cứ sống được. Thì những người đó họ họ làm được cái điều đó ngay từ nhỏ thì những người đó sau này họ ra kinh doanh họ rất là dễ thành công. Mình nhớ cái giai đoạn mà mình vào Sài Gòn, cái thời đó mình đi vào Sài Gòn đi học đại học đó. Và các bạn biết rằng là nó khó khăn vô cùng, tự làm tự nuôi, ở trọ, và có những lúc đó không có kiếm được việc. Cái thời sinh viên mà mới vô Sài Gòn cũng chưa có rành lắm. Và cái khoản thu nhập rất là thấp thì mình phải tự sống gì, sống với cái mức gì. Hồi đó mình cũng không có xe luôn, mình phải đi bộ. Cảm ơn những người bạn ở Biên Hòa của mình. Nếu những người bạn Biên Hòa của mình, bạn Kha, bạn Tân, anh Kiên, anh bạn Hưng, hai Hưng luôn, Hưng Cận và Hưng Mập, bạn Hiếu, chấm chấm chấm, những người bạn Biên Hòa mà giờ mà đang xem livestream của mình, thì mình gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn. Thời đó ở chung phòng với các bạn biết không, mình là người nghèo nhất đúng không? Tự lo tự xoay sở. Thông qua livestream này, những cái người bạn của mình cũng 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 hay follow livestream của mình các bạn, và họ xem livestream của mình. Nên thông qua livestream này mình cảm ơn các bạn. Biết là hồi đó mình như thế nào, mình mua mì tôm gói. Các bạn biết không, biết bây giờ nó có bán mì tôm ký không, chứ hồi đó là bán mì tôm ký. Và mình mua mì tôm ký vậy đó. Mình để ở nhà, ở cái khu nhà trọ đó mình ăn. Và các bạn biết ăn nó nóng nổi mà nó thở luôn. Sáng cũng ăn mì tôm,
trưa cũng ăn mì tôm, chiều cũng ăn mì tôm. Và các bạn biết là hồi đó lâu lâu á mới dám mua cái trứng gà bỏ vô, lâu lâu mới dám mua cái gì à, mua mua giá đó, mua giá bỏ vô. Hồi đó ở gần cái chỗ chợ Bà Chiểu nữa, nên nên mà nói nếu bạn nào mà bây giờ mà cái khả năng mà bạn chịu được cái khó khăn nó như vậy, các bạn biết những ngày đầu ra khởi nghiệp là nó khó khăn vô vàng, vô vàng khó khăn. Và nếu mà bạn nào mà chịu được như vậy thì chắc chắn rằng cái khả năng chịu đựng của bạn rất là tốt, và bạn vượt qua những cái giai đoạn khó khăn rất là đơn giản. Các em nhỏ, các em trẻ bây giờ là phần lớn lớn lên là ở nhà gia đình ba mẹ có điều kiện, các bạn được đi học hành, được ba mẹ lo cho rất là đầy đủ, nên là phần lớn á cái khả năng á chịu khó khăn của các bạn á, cái sự dồn nén nó không có đạt được. Hồi kia các bạn biết là những ngày đầu vào Sài Gòn là đi bộ không, đi bộ đi học, đi bộ đi làm, toàn bộ là đi bộ các bạn. Cái chiếc xe đạp con không có, rồi bắt đầu mình mới đi dạy kèm, mình mua được cái chiếc xe đạp thì như thế nào. Một tháng sau là bị lấy mất, bị ăn trộm nó lấy mất. Ý ở đây mình muốn gọi đến các bạn rằng là chúng ta phải sẵn sàng trong một cái tư thế là như thế nào, là sẵn sàng chịu khó, chịu cực, chịu khổ. Bởi vì hành trình ra kinh doanh nó là như vậy. Các bạn có thấy hình ảnh của những người kinh doanh thành công, họ có đầy đủ, bạn tưởng rằng họ sung sướng nhưng không phải đâu. Có lúc bắt đầu họ khổ cực lắm, và họ có cái khả năng chịu cực khổ rất là tuyệt vời. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra, bạn đã có cái khả năng như vậy chưa? Bạn có thể là làm việc từ sáng cho tới khuya chưa? Nên là các bạn thấy không ạ? Bây giờ với mình thì nó rất là bình thường đối với mình. Các bạn thấy các bạn nào mà có việc đến cái lớp của mình, mà đứng từ sáng cho tới 90 giờ tối mình vẫn rất là bình thường. Vẫn rất là bình thường các bạn ơi. Nó không có cái cảm giác gì là cực khổ ở chỗ này hết. Hay là các bạn thấy không, như hôm nay thứ hai nè, như ngày hôm qua và ngày thứ bảy mình đứng lớp 2 ngày từ tối luôn, nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ của mình, nhưng mà mình cũng không nghỉ. Các bạn thấy giờ này là 9:30 mình vẫn lên mình live stream cho tới có thể 10:30 mới xong. Thì cái chuyện cũng rất là bình thường. Ý ở đây mình muốn gọi đến các bạn là các bạn có sẵn sàng sắn tay áo lên và làm hay không. Và người nào mà họ có được cái điều này ngay từ trong máu của họ thì họ không có sợ. Và đó là lý do mà khi mà mình học 12 xong và mình vào Sài Gòn, và những người bạn của mình á, hồi đó đó các bạn biết không, họ vào Sài Gòn họ được đi học, họ được ba mẹ lo rất là đầy đủ. Và nếu mà mình gửi những cái thông điệp này đến những người bạn của mình, những người bạn mà hồi cái cùng học với mình, mà các bạn có xem trên live stream này, thì các bạn cũng phải xác nhận với mình rằng các bạn có đồng ý ra hồi đó không. Gia đình các bạn có rất là đầy đủ, hồi đó mình chưa có được cái chiếc xe đạp đi, thì các bạn đã có được xe máy các bạn đi rồi. Các bạn đã có được xe máy rồi, không những xe máy mà xe máy xịn nữa. Và các bạn thấy không cho tới bây giờ có bao nhiêu bạn trong số những chúng ta hồi kia ở chung, chúng ta ra làm kinh doanh đâu, các bạn thấy không các bạn không có dám ra làm kinh doanh. Bây giờ nói tới làm kinh doanh là các bạn sợ, bởi vì đằng sau cái nỗi sợ đó là các bạn sợ khổ, các bạn sợ té. Và mình hồi kia những cái việc đó đối với mình là mình đã vượt qua rồi, nên là mình đối với mình nó rất là bình thường. Nó là các bạn hãy, nếu mà cuộc đời của bạn đã được sung sướng rồi, các bạn không dám làm, và bao nhiêu năm nay các bạn đi làm công rồi, cứ tới tháng là bạn được lãnh lương rồi, bạn không dám chịu cực khổ để bạn thay đổi cuộc đời mình, thì mình gửi đến các bạn một cái lời rất là chân tình rằng bạn đừng có làm cho đời cái những đứa con của mình nó cũng giống như bạn vậy. Dù bạn có khá giả như cỡ nào, các bạn hãy để cho những đứa con của mình nó được tôi luyện. Mới hồi nãy gia đình mình đi ăn tối và tình cờ gặp được bạn Trâm Hoa Tigon, bạn cũng vào quán ăn đó bạn ăn, và bạn gặp tới mình, cái bạn tới bạn chạy mình kêu thầy ơi, em khoe cho thầy một cái này. Em mới mở cái lớp về dạy cấp hoa, học viên đông quá trời luôn, và ngày hôm nay các bạn đến
hai cái shop hoa của em để các bạn thực tập. Và trước khi các bạn vào thực tập chính thức, em nói với các bạn như vậy nè: bây giờ các bạn vào đây, các bạn phải tập làm nhân viên, các bạn phải làm như nhân viên vậy đó. Các bạn đừng có sợ cực sợ khổ, để sau này các bạn về, các bạn làm chủ một cái shop hoa đó, các bạn phải biết rằng nhân viên nó làm cái gì, nó đã trải nghiệm những cái gì. Các bạn phải sẵn sàng sang tay áo ra và bạn làm, bạn thuyết minh một hồi như vậy thì các em nói nó rất là mau lửa. Các bạn nghe bạn kể là ngày nay các em nó làm nó lăn ra, nó làm như nhân viên, thậm chí có đứa đi dọn rác, có đứa đi vệ sinh, có đứa nó làm rất là kỹ. Các bạn thấy không? À, nên là nó tôi luyện của chúng ta, cái gì nó cũng hay đó. Nó tôi luyện của chúng ta rất là tuyệt vời. Vậy cái điều thứ 9 mình nói với các bạn có cái khả năng sống dưới cái mức mà thu nhập của bạn hiện tại đang có không? Hiện tại á, mình thấy có những bạn lương 10 triệu, lương 12 triệu, nhưng các bạn không có dám ra làm kinh doanh, bởi vì các bạn sợ đói, các bạn sợ khổ. Tưởng ra làm kinh doanh mà là sướng ra làm kinh doanh những cái đầu đúng, ra làm kinh doanh thành công rất là tuyệt vời, tiền bạc rất là nhiều, tài chính rất là nhiều, mối quan hệ rất là nhiều, bạn được đi khắp nơi, điều đó rất là tuyệt vời. Nhưng bạn phải biết mình là những cái đầu ra kinh doanh là các bạn phải sẵn sàng chinh chiến, làm ngày làm đêm, phải rất là đam mê. Đó là điều thứ 9. Điều thứ 10, ok, hồi nãy giờ mình thấy rất là nhiều bạn, chào bạn Văn Đức, ok, em rất là nhiều huyết. Bên kênh YouTube thì mình thấy các bạn chưa ai chào hỏi comment gì hết, các bạn chào hỏi comment đi. Và các bạn có thể like cái kênh YouTube của mình, các bạn có thể bấm đăng ký subscribe và bấm thêm cái chuông nữa để khi mình live stream thì nó gửi đến nhà các bạn. Ok, chào bạn Dung Đoàn, chào bạn Ngân, chào bạn Văn Nam. Vâng, bây giờ mình để tiếp theo chương trình mình nói cái thứ 10. Cái thứ 10 là bạn có thể trì hoãn cái sự thỏa mãn. Chào bạn Vũ Tuấn bên YouTube, chào bạn Phạm Thị Đấu. Vâng, chúng ta cùng nhau chào nhau và kết nối với nhau. Điều thứ 10, bạn có thể là kìm hãm cái sự thỏa mãn không? Trong cái thời đại ngày nay, đặc biệt là có mạng xã hội, người người nói như thế nào người người họ mua sắm việc A, họ mua sắm việc cái B, họ mua sắm đồ này, họ đưa lên Facebook và họ làm cho bạn thèm khát và bạn không có kìm hãm được, nên là bạn không có khả năng tiết kiệm. Bạn cứ sẵn sàng bạn mua sắm và bạn chi tiêu hết. Bạn bị những cái nhà tiếp thị tuyệt vời, những cái nhà bán hàng tuyệt vời, họ lấy hết sạch tiền của các bạn mà bạn không có cái khả năng tích lũy. Một người có khả năng kìm hãm cái sự sung sướng, biết rằng hiện tại mình đang muốn cái gì, mình sắm cái thứ mình cần thôi, thì người đó sau này có khả năng ra làm kinh doanh rất là tốt. Ví dụ một cái câu chuyện vừa rồi thôi. Có một bạn còn rất là trẻ, bạn đó là tên bạn Ninh, vợ chồng bạn Ninh với bạn Tuyền rất là trẻ, hiện tại bạn đang làm kinh doanh rất là tuyệt vời. Bạn có đi Hà Lan với mình á. Bạn năm nay cứ mới có 24 tuổi, vợ 23 tuổi, chồng 24 tuổi, có nhà, có xe con, có đất đai, và vừa rồi là đi ăn Tết ở châu Âu với mình. Cái câu chuyện của bạn đó gửi với mình muốn gửi đến các bạn đó là như thế nào thì trước đây 2 năm trước là bạn đã mua xe con rồi. Lúc đó bạn mua cái chiếc Kia K3, các bạn biết không, Kia K3. Rồi sau đó bây giờ thì bạn đổi sang cái chiếc Mazda 6. Mazda 6. Và bạn mua cái chiếc Mazda 6 dĩ nhiên bây giờ. Nhưng mà cái đó 2 năm bạn có một người bạn của bạn làm thu nhập cũng vừa phải thôi mà mua một cái chiếc mẹt 2 tỷ mấy, mà trong khi cái người bạn đó là nhà cửa chưa có luôn, còn đi ở nhà thuê mà đi mua chiếc mẹt 2 tỷ mấy, đất đai chưa có riêng luôn. Tức là họ thấy người ta đi họ chịu không nổi, họ phải sắm xe cộ cho bằng được. Chào bạn Sakura nhiều, con em khen thầy viết sách ai ok bạn Sakura, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn Minh Huệ, đúng rồi,
À, nhiều bạn giỏi lắm Minh Huệ ơi. À, vậy thì cái câu chuyện đó là gì? Và hai bạn này, cái bạn Ninh đó với bạn kia chơi thân với nhau, và bạn kia suối bạn Ninh là đổi xe đi, đi mẹt cho nó đã, mày là lỡ đi đi mẹt cho nó đã. Hồi đó Ninh cũng như thế nào à? Ninh cũng muốn về nói với Tuyền là ô thôi mình đổi sang chiếc mẹt mà đi cho nó đã. ABC. À rồi các bạn cũng chia sẻ cho mình mà nói thôi, thay vì các bạn đi mua mẹt vậy thì bạn dùng cái tiền đó bạn đi mua đất đi. À và chừng hai cuối cùng thì hai bạn như thế nào à? Chào bạn Tăng Sài Gòn lâu quá chưa gặp em. À thì chú cuối cùng như thế nào à? Cuối cùng hai bạn cũng kiểm soát được mình và quyết định không đổi sang mua chiếc mẹt mà như thế nào à? Mà bỏ tiền vào đất. Các bạn biết qua 2 năm đó bây giờ miếng đất nó lên rất là nhiều. À còn cái người bạn mà khuyên bạn mua chiếc xe mẹt, các bạn biết gì không ạ? Tan gia bại sản rồi, cái sự nghiệp không còn nữa. Cái người bạn đó là các bạn biết cái thời mà làm ăn được á, các bạn biết là tuần nào cũng bay qua Singapore, đi qua Singapore chơi chủ nhật về, có một tháng đi 3 lần vậy á. Các bạn thấy khi mà những cái người đó họ không có khả năng sống với gì à, với dưới cái sự thỏa mãn của họ, họ không có thèm khát cái sự của bạn họ, thì họ không bao giờ kinh doanh được, họ không bao giờ cho giả được, tiền không bao giờ đủ cho họ hết. À ai không thèm có cái xe, ai không thèm có cái điện thoại xịn. Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng cái điều gì là điều quan trọng cho chúng ta ngay cái thời điểm này. Hãy có cái nhìn xa hơn, nhìn xa hơn 5 năm, nhìn xa hơn 10 năm thì chúng ta sẽ có một cái đường đi trong cái hành trình cuộc đời của ta, nó sẽ khác biệt hơn. À đó là mình gửi đến các bạn. Và nếu các bạn thấy không ạ? À, các bạn nào học mình, các bạn nào biết mình, à thì các bạn thấy là bản thân mình, à hiện tại thì nhà cửa tài chính mình thì đầy đủ rồi, các bạn thấy chưa? À mình chưa thiếu gì đâu. À nhưng mình chỉ tiêu pha những cái đúng thôi. À cái gì cần đi là đi, cái gì cần dùng là dùng, không có hoang phí. À mình làm ra 200 triệu thì mình tiêu 20 triệu, mình làm ra 500 triệu thì mình tiêu 50 triệu. Chứ làm gì có chuyện mà làm ra 100 triệu tiêu tới 200 triệu, làm ra 200 triệu tiêu tới 400 triệu. Tiêu pha như vậy thì làm sao mà chịu được? À, và các bạn như thế nào à? Các bạn có tiền nhiều như thế nào bạn cũng tiêu đó. Ok, các bạn rất là nhiều đó, là nếu bạn nào mà trì hoãn cái sự thỏa mãn của mình, trì hoãn cái sự sung sướng của mình, tập trung vào cái tương lai xa, thì chắc chắn những con người đó 1, 2, 3 năm sau thôi, cái sự thành công của bạn rất là tuyệt vời. À bạn có 1 đồng, bạn phải có khả năng từ 1 đồng nó nở ra 10 đồng, 100 đồng, chứ đừng có 100 đồng rồi mất sạch hết, không còn đồng nào, thậm chí nợ nữa, thì bạn là người phá sản, bạn là người phá gia, bạn là người tiêu tốn kinh khủng và không bao nhiêu tiền cho đủ cho các bạn hết. Nên là mình muốn gửi đến các bạn một cái điều rất là chân thật, nó như vậy. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ chia sẻ cái live stream này của mình về nhà các bạn để cho ai đó họ xem được, họ có cái sự thay đổi gì đó, thì cũng đó là cái công ơn của các bạn đó. À hãy từ 1 xu làm sao cho nó nở ra 10 đô, 20 đô, 100 đô, chứ có 1 xu rồi làm mắc nó 1 xu luôn, thậm chí nợ nữa, bạn quá tệ không thể tưởng tượng được. Điều thứ 11 là bạn có người dẫn dắt. Ok chưa? Những bạn mà có người dẫn dắt á thì các bạn sẽ như thế nào à? Các bạn sẽ thành công nhanh hơn, các bạn sẽ ra làm chủ nhanh hơn. À các bạn thấy chuyện gì xảy ra khi chúng ta lớn lên, chúng ta thiếu mất một người dẫn dắt và một người định hướng cho chúng ta, thiếu mất, chúng ta thiếu mất một cái con người đó, chuyện gì à? À thì chúng ta sẽ đi lằng quằng, chúng ta sẽ đi xa lắm, chúng ta sẽ lạc đường, chúng ta sẽ lạc lối. Chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của các bạn khi các bạn sinh ra, các bạn lớn lên, các bạn có một người doanh nhân, họ tư duy tốt, họ kinh doanh tốt, họ đỡ đau bạn, họ thương yêu bạn, suốt ngày họ nói con nên đọc sách này,
con nên đọc sách kia, con nên đi học lớp học này, con nên đi học lớp học kia. Họ như thế nào à? Họ hướng dẫn bạn con hãy đi cái con đường này thay vì con đi đâu con đồ kia. Các bạn thấy đó là cái điều tuyệt vời, các bạn thấy chưa? Cái đó là cái điều tuyệt vời, bạn sẽ đi nhanh. Tại vì khi mà bạn lớn lên mà, ví dụ các bạn, bạn mới có học lớp 9, bạn mới có học 12, bạn mới ngưỡng cửa bước vào đại học, làm sao bạn biết cái con đường phía trước là cái con đường nào tuyệt vời? Không thể biết được, chắc chắn là không thể biết được. Bạn có thông minh cỡ nào bạn cũng không thể biết được. Và nếu mà bạn quen với một người doanh nhân 40 tuổi đời, 50 tuổi đời, họ đã va vấp, họ đã va chạm, họ kinh qua rất là nhiều cái, họ có doanh nghiệp, họ có nhiều đất đai, họ chứng minh họ đã thành công rồi, và nhà họ cũng thành công, con cái họ cũng thành công, mà họ định hướng bạn ngay từ đó, thì các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời, không còn gì tuyệt vời. Bạn sẽ đi nhanh hơn, bạn sẽ đi tốt hơn. Bạn thấy cái câu chuyện của Donald Trump mà, tổng thống Donald Trump là một người tuyệt vời. Ổng là một doanh nhân, không những doanh nhân mà doanh nhân tỷ phú của nước Mỹ. Các bạn nên nhớ, ở nước Mỹ trở thành tỷ phú là vô cùng giỏi, ở đất nước ta trở thành tỷ phú cũng giỏi, nhưng mà ở đất nước Mỹ mà trở thành tỷ phú còn giỏi kinh khủng nữa các bạn ơi. Họ giỏi kinh khủng lắm. Ok chưa? Họ giỏi ghê lắm. Và Donald Trump các bạn thấy không ạ? Hiện tại ông có 5 người con. Và các bạn thấy chưa? Tất cả những người con của ông đều thành công hết, bởi vì ông là người dẫn dắt. Hiện tại chỉ còn một cái cháu bé nhỏ nhất là với bà vợ ba, và một đứa đang học đại học. Còn 3 người con kia là thành công hết. Các bạn thấy có đứa con gái ông là Ivan Trump á các bạn thấy không ạ? Hiện tại nó đang làm cố vấn cho ông và nó rất là thành công. Nó rất là tuyệt vời. Hàng con trai đầu của ông là, hai đứa con trai đầu của ông á là hiện tại đang điều hành cái tập đoàn Trump của ông á các bạn thấy không ạ? Là các bạn biết không? Rất là thành công các bạn à. Và cái tiêu chí dạy con của Donald Trump là vì Donald Trump không bao giờ uống rượu, không bao giờ uống bia, không bao giờ hút thuốc và không bao giờ dùng chất gây nghiện. Bên Mỹ thì nó hơi thoải mái cái chất gây nghiện. Bên mình thì chất gây nghiện gần như cấm. Nhưng mà cũng bị đầy. Và ổng luôn dạy con ổng là không được hút thuốc, không được uống rượu, không được uống bia và không dùng chất gây nghiện. Và ổng dạy ngay từ nhỏ. Và bây giờ lớn lên, họ có những đứa con họ có gia đình rồi, đã thành công rồi, ổng cũng như thế nào, ổng gặp là ổng nói không được hút thuốc, không uống bia, ok chưa? Không rượu, không cho cái nghiện. Ổng nói đi nói lại đến mỗi mấy đứa con của ổng cũng nói rằng ba ơi ba đừng nhắc nữa, tụi con biết rồi. Ổng luôn như thế nào à? Ổng luôn dạy con ổng là phải biết kính trên nhường dưới. Cái văn hóa của người Việt của chúng ta là kính trên nhường dưới là khỏi nói rồi. Nhưng mà cái văn hóa người Mỹ mà khi mà con người ta lên 18, 19, 20 tuổi á, là họ luôn tranh luận, với cha mẹ, họ tranh luận nảy lửa luôn. Nhưng riêng Donald Trump thì ông luôn dạy các con ông rằng hãy như thế nào phải kính trên nhường dưới, người lớn nói là phải lắng nghe. Các bạn thấy không? Và ổng, các bạn thấy là ổng dạy con cái. Và các bạn thấy ổng 72 tuổi, mà sức khỏe ổng cực tốt. Các bạn thấy là ổng làm tổng thống nó như vậy đó. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra, hiện tại, ok chưa? Ông Trump, ổng như là một người dẫn dắt vậy đó. Những đứa con của ổng, cái đó là những đứa con nó rất là may mắn, nó có một người bố rất là tuyệt vời. Vậy nếu bạn không có một người bố thành công thì bạn cũng có thể là có một người chú thành công, bạn có thể là có một người bạn thành công, hoặc bạn cũng có thể là có một người thân thành công, hoặc là trong mối quan hệ của bạn, các bạn sẽ có một người nào đó thành công. Và bạn có đi tìm một người dẫn dắt bạn ngay từ nhỏ hay không? Các bạn có đồng ý ra điều này không? Hay là các bạn chơi với những người phán xét nhiều,
hay bạn chơi với những người tiêu cực nhiều, hay là bạn chơi với những người mà luôn gì à, luôn phàn nàn với cái cuộc sống này, luôn trách móc, luôn ganh tị, vậy thì làm sao được? Vậy thì các bạn hãy tìm một người dẫn dắt, các bạn cứ đồng ý với mình rằng là khi mà chúng ta có một cái con người dẫn dắt chúng ta, họ theo chúng ta 5 tháng, họ luôn nhắc nhở ta, họ luôn nói chuyện ta, họ có cuộc sống rất là chuẩn mực, họ có một sống rất là đàng hoàng, thì các bạn thấy được là ta cũng like được cái tính cách của họ không? Ta cũng làm theo được cái tính cách của họ. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Nếu đồng ý thì các bạn comment xuống và các bạn nói điều này quá tuyệt vời. Các bạn comment đi. Các bạn comment như vậy là để gì? Để các bạn xác nhận trong cái đầu của mình rằng là mình phải làm nó như vậy. Còn các bạn nghe xong các bạn không comment, các bạn không làm một động tác gì thì tự nhiên nó đi qua mất, nó quên mất. Bây giờ các bạn nghe mình nói, chút xíu sau các bạn quên mất. Còn khi mà các bạn comment xuống, các bạn làm cái việc đó thì tự nhiên nó chốt ngay trong cái tư duy của mình là mình phải làm cái điều đó, mình phải làm nó, nó nhắc mình nhớ phải làm cái điều đó. Các bạn anh vô qua mà là chúng ta cần phải có một cái người dẫn dắt. Đây là cái một cái điều. Nếu mà hiện tại bạn thiếu một người dẫn dắt thì sao à? Rất là đơn giản, hãy bắt đầu lại. Không có nói là tại vì tôi lớn, tại vì tôi trễ. Không cần phải nói cái câu đó. Nói cái câu đó nó thừa lắm. Mình cứ nghe, mình gặp rất là nhiều bạn cứ như thế nào mà cứ inbox hỏi mình, em 36 tuổi rồi, em 30 tuổi rồi, vậy thì em có ra kinh doanh được hay không, hay là em đã lớn tuổi rồi? Mình nói cái tuổi nào không có gọi là lớn cũng không có trẻ, quan trọng là bạn bắt đầu khi nào. Và khi chúng ta biết điều này thì chúng ta phải bắt đầu đi, chúng ta phải bắt tay vào làm đi ngay hôm nay, ngay bây giờ luôn. Tại sao phải hẹn ngày mai, ngày mốt, rồi ngày mai, ngày mốt xong rồi đó, em có lớn tuổi chưa, em có như vậy thì có phù hợp hay không? Vậy thì nói như vậy thì làm gì? Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là bạn đã có một cái người dẫn dắt cho mình chưa? Và một cái câu hỏi tiếp theo nữa là bạn muốn ra làm kinh doanh, bạn ra làm chủ, thì bạn đã có một cái người thầy trong lĩnh vực kinh doanh và làm chủ dẫn dắt mình chưa? Và bạn có sẵn sàng là để cho họ dẫn dắt các bạn 2 năm, 3 năm, 5 năm chưa? Và chắc chắn đi cái gì cũng vậy, đủ lâu thì nó mới đủ sâu. Không đủ lâu thì làm sao mà nó sâu được? Đây những bạn đọc cái quyển sách 2-3 ngày, chạy thể dục vài ngày đòi khỏe, làm gì có cái chuyện đó. Đi học một vài ngày đòi về làm được. Các bạn đâu phải là siêu sao. Chúng ta đâu phải là siêu sao mà chúng ta đủ một cái là chúng ta làm được. Cái gì cũng vậy, đủ lâu thì chúng ta đủ sâu trong lĩnh vực đó. Đủ lâu thì chúng ta mới đủ thời gian để chuyển đổi, để chúng ta làm được cái việc đó. Làm gì có cái chuyện mà cứ nên là những người mà như thế nào à? Những người mà không có chịu làm, không có chịu đi, rồi muốn làm liền. Đầy những bạn cứ inbox cho mình rằng là thầy có cái gì ngon ngon không, cái gì thơm thơm không. Em cách đây mấy ngày này có một bạn, em đang có khoảng vài trăm triệu, thầy có cái gì hay hay không, làm sao mà bỏ vô một tháng em kiếm một khoản liền. Trời ơi, mình nói thật với các bạn, những người đó mình nhắn tin cho bạn đó, mình nói bạn cẩn thận, coi chừng bạn mất tiền. Vì sao mất tiền? Cái gì ngon ngon thơm thơm mình lộn rồi mất mớ gì mình chỉ cho bạn? Các bạn đâu ý ra điều này mà hỏi cái câu đó là hỏi cái câu nó quá thừa. Và người nào họ cũng có cái này ngon lắm là bạn chết. Sau cái nói ngon lắm là họ kêu bạn đưa tiền cho họ, đúng không? Là bạn chết. Là đầy những bạn chết vì tiền ảo, đầy những bạn chết vì mấy ông đa cấp, đầy những bạn chết bị người khác dụ. Ok không à? Bởi vì bạn hay nói cái câu là có cái gì ngon ngon, có cái gì thơm thơm không, chỉ cho bạn cái, em đang có con tiền, là họ sẽ tìm cách họ lấy tiền bạn ngay. Một cái câu hỏi đi, bây giờ mình hỏi với các bạn nè, mình hỏi thật các bạn nè, bạn đang có cái lĩnh vực gì mà một tháng lãi 10% hay một tháng lãi 20% mà nó đang kiếm lãi bạn đều, bạn có chỉ cho người khác không? Bạn lấy ra điều nào mà bạn phải âm thầm, bạn phải làm chứ, trong khi bạn chưa giàu mà.
là những cái câu đó là chỉ làm cho bạn mất tiền, và mà nó chỉ mất tiền và mất tiền. À, nên là các bạn hãy có một cái con người dẫn dắt, và những cái việc như vậy á là các bạn phải hỏi con người dẫn dắt đó. Cái người dẫn dắt họ đã đi qua rồi, họ sẽ nói cho bạn những cái điều mà bạn sẽ cảm nghiệm được. Còn người ta mà biết bạn có tiền là người ta sẽ tìm cách như thế nào à? Người ta sẽ tìm cách, người ta khai thác cái khoản tiền của các bạn có nhận ra điều nào à? Hãy cẩn thận. Ok chưa? Hãy cẩn thận với những đồng tiền mình kiếm được. Đồng tiền là mồ hôi nước mắt của mình. Và phải có kiến thức, phải am hiểu một lĩnh vực gì đó. Còn mà các bạn cứ nghe lòng vòng là các bạn mất tiền. Mình đã nói rồi. À, tất cả những lần mất tiền của bạn nó đều liên quan tới hai chữ tham và ngu, hoặc là vừa tham vừa ngu cộng lại luôn là chết, khỏi nói luôn rồi. Khỏi nói vừa tham mà vừa ngu là chết. Bạn hình dung đi, những lần bạn mất tiền có phải là bạn tham không? Những lần bạn mất tiền có phải là bạn ngu không? Ngu là gì? Là không có kiến thức về lĩnh vực đó, đúng không? Làm cho chúng ta mất tiền, đúng không? Vừa không có kiến thức mà lại vừa tham, hai cái chữ đó nó cộng lại nó ở một chỗ là tiêu luôn, xong luôn, khó đỡ luôn, mất tan tành luôn. Bạn hình dung đi. À, nó là chúng ta phải cảm nhận ra cái điều đó. Đồng tiền là mồ hôi nước mắt mà. À, nó là vừa rồi Lâm Minh nói cái điều thứ 11. Bạn đã có cái gì? Các bạn chờ mình uống nước một chút xíu. Nói nãy giờ liên tục, chưa kịp uống nước luôn. Ok chưa? Còn các bạn nào mà chưa có tiền thì các bạn hãy làm. Hãy lao ra làm, lao ra học. Không có tiền mà còn sợ mất tiền, mình nói chịu không nổi luôn. Những cái ông có nhiều tiền thì không sợ mất tiền. Cứ đi dùng tiền à lung tung hết. Cứ nghe dụ dụ với là đưa tiền. Còn những ông như thế nào à? Những ông mà không có tiền thì lại sợ mất tiền. Khổ gì đâu. Tiền thì không có, cái mấy đồng thì lại không chịu làm. Cứ suốt ngày sợ mất, sợ thất bại. Mà có cái khí gì đâu mà thất bại. À, đời nó ngược vậy á. Nên là chừng cuối cùng rồi không được cái gì hết. Vâng, vậy là vừa rồi mình nói cái điều số 11. Bây giờ điều số 12. Điều số 12 là bạn là người biết đặt mục tiêu. Ngay từ nhỏ bạn đã biết đặt mục tiêu rồi. À, bạn nào mà chưa biết cách đặt mục tiêu thì các bạn lên kênh YouTube của mình, các bạn search là 12 cách đặt mục tiêu để các bạn xem, để các bạn nắm cho rõ. À, cái đó là cách đặt mục tiêu cá nhân. Còn cách đặt mục tiêu cho doanh nghiệp, à, các bạn nào chưa biết cách thì các bạn phải đi học cái lớp bùng nổ doanh số. Thì trong đó mình sẽ như thế nào à? Mình sẽ hướng dẫn cho cái cách đặt mục tiêu cho doanh nghiệp. À, chào bạn Lily, ok. Chào bạn Hán Long Vũ. Không kiếm tiền mà sợ mất tiền, ok. Cảm ơn em. Ok. À, vâng. Và bây giờ tiếp tục. À, phải biết đặt mục tiêu. Thì thứ hai là phải biết đặt mục tiêu. Các bạn biết là cái mục tiêu là cái mà quý giá nhất, mà cái quan trọng nhất, mà con người bạn phải làm và bạn bắt buộc phải làm thì bạn mới thành công được. Nếu ngày hôm nay mình hỏi các bạn nè, nếu sáng hôm nay nè, sáng nay nè, mà bạn không gì à, không đặt mục tiêu cụ thể ngày hôm nay bạn làm những gì, thì chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của các bạn? Ngày hôm nay bạn sẽ không hiệu quả, hoặc là bạn bị người khác họ dẫn dắt bạn theo mục tiêu của họ. Bạn nhận ra điều này không ạ? Nếu nhận ra điều này thì bạn nói là bạn đã nhận ra điều này rồi, comment xuống. À, mục tiêu là điều quý giá nhất mà con người phải làm. À, bạn thấy không ạ? À, như mình ngày hôm nay, à, mình có hai mục tiêu rất là quan trọng và mình đã làm nó và mình đã đang làm nó rất là tốt. Và tối nay mình thêm một cái mục tiêu là mình phải live stream cho các bạn. À, mục tiêu đầu tiên của mình là sau khi mình chở con mình về thì mình làm sao trong buổi sáng á, mình phải soạn một cái chương trình đi Singapore. À, tháng 5 này là có chương trình mình dẫn các bạn đi Singapore, à, khoảng 40 bạn. À, và mình phải lục lại, mình phải soạn chương trình, mình phải tìm nó. Và các bạn thấy không ạ? À? Sáng nay các bạn nào lên Facebook của mình á, thì cho tới khoảng 10 giờ trưa nay á, 11 giờ trưa nay mình đã đăng một cái bài về Singapore. À, để gì? Để giữa tháng 5 này, mình dẫn các bạn đi Singapore.
Và chiều nay là mình như thế nào à? Mình phải ngồi mình soạn tài liệu cho cái chương trình lớp link, lớp link để thứ hai tuần này mình sẽ giảng dạy có một cái lớp link level 2, lớp link level 2 để dành cho những bạn đã ra làm kinh doanh rồi mà họ không biết chức năng, nhiệm vụ của những người giám đốc là như thế nào, giám đốc giao việc xuống quản lý cấp trung là như thế nào, người quản lý cấp trung phải làm gì để đáp ứng được vai trò của ông giám đốc, người quản lý cấp trung làm gì với nhân viên dưới đó, và người nhân viên muốn người quản lý cấp trung làm gì, người nhân viên muốn giám đốc làm gì, và người nhân viên làm gì để đáp ứng khách hàng. Tức là ngày nay mình phải soạn ra, dĩ nhiên soạn chưa xong, ngày mai mình soạn, ngày mốt mình soạn nữa để mình ra cái tài liệu để thứ hai này phát cho các bạn để chúng ta bắt đầu cái chương trình học. Và cái chương trình Singapore á, các bạn đâu mà thì rõ ràng là ngày hôm nay mình đã tập trung vào hai cái công việc đó. Nên là các bạn biết do mình có mục tiêu rất là rõ ràng, là mình làm từ sáng giờ rất là nhiệt liệt và rất là nhiệt tình, mình tập trung vào mục tiêu mà mình rất là khỏe, mình rất là năng lượng. Và tối nay gia đình mình vừa ăn tối xong là mình thấy rằng mình phải gì ạ, mình phải live stream để chia sẻ cho bạn cái phần này, bởi vì cái phần 1 là mình đã chia sẻ cái đây nửa tháng là trên live stream đúng không, thì cái đây là cái phần 2. Các bạn thấy chưa, phải có cái mục tiêu thì chúng ta mới đạt được một mục tiêu. Nên là nếu bạn nào mà không có thói quen làm mục tiêu thì mà nói cái ngày đó bạn rất là hoang phí. Mục tiêu của mình là khoảng 1 tháng nữa là mình phải ra được quyển sách. Mình có mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu trung hạn, mục tiêu dài hạn. 1 tháng nữa các bạn chịu khó xem cái Facebook này thì các bạn sẽ thấy mình thông báo đến các bạn mình chuẩn bị xuất bản thêm một cái quyển sách, là đó quyển sách thứ 5 của mình. Các bạn thì tuyệt vời mà. Làm liên tục, phải làm liên tục nó như vậy. Vậy thì bạn đã hoàn thành những mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu trung hạn, mục tiêu dài hạn chưa? Và ngày hôm nay các bạn biết ngày hôm nay của mình, mình cũng đã quyết định đầu tư vào một cái dự án. Ok chưa? Đầu tư vào một cái dự án. Mình có một cái group nhà đầu tư bất động sản chung với nhau. Mình có cái group nhà đầu tư bất động sản chung với nhau. Và ngày hôm nay mình cũng đã quyết định cái group mình là có 3 người thôi. 3 người này là dĩ nhiên là có những cái anh em khác nữa, nhưng mà những anh em khác là ở cái tầng 2. Cái group của mình chỉ có 3 người thôi. Và các bạn thấy là ngày hôm nay mình cũng đã quyết định đầu tư thêm. Vừa Tết rồi, vừa Tết xong vô mấy ngày là quyết định đầu tư một cái dự án. Và ngày hôm nay mới quyết định thêm một cái dự án nữa. Các bạn đâu ạ? Chúng ta làm việc nó rất là hiệu quả, nhưng tất cả việc đó nó phải tập trung vào một cái tiêu. Và nếu mà bạn nào mà đam mê về kinh doanh thì các bạn phải đi theo một cái lộ trình, đặt mục tiêu để các bạn đạt được. Các bạn nào đam mê bất động sản, các bạn có tiền các bạn không biết, thì các bạn cũng phải đi theo một cái lộ trình để các bạn đạt được. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Chứ đâu phải là tự nhiên muốn là như thế nào mà muốn là được đâu. Không phải muốn là được đâu. Nó là phải có những cái lộ trình cho mình. Và cái mục tiêu là cái xứng đáng nhất mà trên đời này có người có. Và cái sự khác biệt con người của chúng ta với các loài vật khác là con người chúng ta biết cách đặt mục tiêu, con người ta biết đâu là mục tiêu, và con người chúng ta biết cách lập ra được cái kế hoạch để đạt được mục tiêu. Còn các loài vật khác nó không biết làm cái việc này, các bạn biết không? Nó không có biết làm việc này. Nó rất là mạnh, nó rất là khỏe, nó có thể ăn uống cái diện được, nó cứ ngủ nghỉ ở đâu được, nhưng nó thua con người là nó không thể lập được mục tiêu, và nó không biết cách, nó không biết tạo ra cái lộ trình để đạt được mục tiêu. Và con người chúng ta có cái năng lực đó mà các bạn không tận dụng được cái năng lực đó để đạt được những mục tiêu trong đời mình thì các bạn hoang phí, các bạn vô cùng hoang phí. Các bạn có đồng ý với mình rằng là những gì mà chúng ta có được trên đời này là do mục tiêu nó ra không? Rất ít thứ mà nó hơn lắm. Bạn quyết tâm thi đậu 12 thì bạn mới đậu 12 được. Bạn quyết tâm thi đậu đại học vào Sài Gòn thì bạn mới đậu đại học được. Bạn quyết tâm mua cái chiếc xe đó thì bạn mới mua được. Bạn nói không? Bạn quyết tâm đi Singapore thì bạn mới đi được.
chứ làm gì có chờ đủ điều kiện rồi đi. À, nó là cái đặt mục tiêu là cái quý giá nhất mà con người chúng ta phải làm được. Vậy bạn là người có thói quen đặt mục tiêu chưa? Nếu và khi mà bạn đã có mục tiêu thì bạn tập trung vào mục tiêu thì những cái khó khăn bạn không nhìn thấy nữa. Những cái khó khăn nó cảm giác nó nhỏ, nó nhẹ tơn à. Còn khi mà những người mà họ không có mục tiêu thì họ lại nhìn thấy khó khăn. Họ toàn là cái khó khăn không à. Họ quan tâm tới cái khó khăn không à. Còn những người mà họ có mục tiêu thì họ chỉ nhìn vào một mục tiêu, họ không nhìn thấy cái khó khăn nữa. À, thì bạn là người có cái thói quen đó chưa? Và bất kỳ một người doanh nhân thành công nào, họ cũng rất giỏi, vô cùng giỏi đặt mục tiêu và thực hiện mục tiêu, đeo bám mục tiêu đến cùng. Bạn đã có cái tố chất, cái tính cách đó của trong cái con người của mình chưa? Hay là sống ngày nào qua ngày ngày đó? Chúng ta phải phân biệt ra mục tiêu và ước mơ nó khác. Nhiều người lầm lẫn giữa ước mơ với mục tiêu. Ước mơ nó rất là khó đạt được. À, còn mục tiêu chúng ta đeo bám là chúng ta đạt được. Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. À, vậy thì các bạn, mỗi ngày trong cuộc đời bạn ra có mục tiêu chưa? Mỗi cái tuần bạn đã có mục tiêu chưa? À, mỗi tháng bạn đã có mục tiêu chưa? À, đó là cái câu hỏi mình hỏi các bạn. Và bạn cũng phải tự hỏi chính mình. Và bạn đã có cái tính cách và tố chất như vậy chưa? Nếu bạn có thì bạn như thế nào? Thế nào bạn cũng trở thành doanh nhân, kinh doanh thành công và giàu có. Đây là điều chắc chắn. À, ok không ạ? À, cái điều này nó rất là tuyệt vời. Tiếp theo nữa là như thế nào ạ? Thứ 13 là bạn có phải là người như thế nào à? À, không có chìm đắm vào quá khứ. À, bạn phải luôn sống với hiện tại và tương lai chứ không bị chìm đắm vào quá khứ. Những người nào mà chìm đắm vào quá khứ nhiều quá thì những người đó họ khó chấp nhận hiện tại và họ chậm bắt nhịp với tương lai. À, bạn cứ quan sát, bạn thấy nhiều người à, nhiều người các bạn không, họ mãi nói với quá khứ, họ sống với quá khứ thôi. À, họ tự hào quá khứ. Có những người thì quá khứ cực quá, suốt ngày cứ kể quá khứ mình cực khổ quá, mình không có điều kiện, mình ABC này kia. Còn có những người thì quá khứ tuyệt vời, thì suốt ngày cứ ca ngợi quá khứ tuyệt vời, nhưng mà cái hiện tại thì họ tệ quá trời tệ. À, những người mà bị dính vào quá khứ nhiều quá thì những người đó thiếu thực tế. Họ luôn không sống kịp thời đại. Họ sống lùi cách đây 10, 20 năm trước. Họ đang ở cái năm 2019, nhưng mà họ đang sống ở cái năm 2010, năm 2011 á. Cái đầu của họ, cái suy nghĩ của họ, cái câu chuyện của họ, những cách họ nói chuyện, nó ở cái thời đó đó. À, họ cứ mãi ở cái chỗ đó đó, họ không chịu lớn. Cái xác họ lớn, năm tháng nó đã đi về phía trước rồi, mà chính họ không có chịu lớn. À, họ than thở, bạn hiểu chưa? Họ rên rỉ, họ trách móc nhiều hơn. Họ nói phải chi, phải chi, phải chi. À, và chính là cái điều đó nó làm cho họ không có tiến được. Họ phải thực tế, họ phải nhìn nhận lại hôm nay họ đang đứng ở đâu và ngày mai họ phải tiến tốt lên như thế nào. Bước một là phải biết mình đang đứng ở đâu. À, hiện tại là năm 2019, mình đã 30 tuổi, ví dụ vậy. Mà mình đã có cái gì chưa? À, mình có một người, mình quen một người, một người đó bằng tuổi với mình. Cứ mỗi lần ngồi lại á, là bạn cứ kể chuyện là ba bạn, chú bạn, dòng họ, anh em bạn, là có người thành tích A, người thành tích B, người thành tích C. Mà bản thân bạn ba mươi mấy tuổi đời rồi. À, làm lương một tháng hiện tại có 8 triệu à. À, cũng mang cái tiếng là tốt nghiệp đại học,
Bạn hình dung chưa? Mà bản thân mình thì không có gì. À, nhà thì mua được cái nhà bé bé không phải từ tiền mình mua, mà xin tiền của cha mẹ, anh em mỗi người một ít, mỗi người 50, 100 triệu để mà mua. Nhưng mà ngồi tới thì như thế nào? Ngồi tới là cứ ngồi lôi hết chuyện người này người kia ra, rồi kể hồi xưa mà này hồi xưa mình kia, nhưng mà cái thực tại của ảnh thì chả được cái gì hết. Những người đó họ đang sống lùi 10 đến 20 năm về trước. Đó, hiện tại có vợ, có 3 đứa con. Đó. Vợ đi làm lương 6-7 triệu, chồng cũng làm lương 6-7 triệu, các bạn thấy không? Sống dưới chuẩn. Đó. Bạn hình dung chưa? Họ cứ sống mãi dưới quá khứ vậy. Những người đó thì làm sao mà họ thành công được? Những người hãy biết thực tại, hãy nhìn ra được rằng năm nay mình 30 mấy tuổi, tại sao thu nhập mình nó cứ 18 triệu mà nó không phải là 30 triệu? Tại sao nó không phải là 60 triệu? Tại sao nó không phải là 80 triệu? Tại sao hiện tại mình ở cái căn nhà bé này mà nó không phải là căn nhà bự hơn? Tại sao hiện tại mình đi xe máy? Đó. Mà tại sao mình không phải là người đi xe con? Tại sao nó vậy? Chúng ta phải tự hỏi cho chúng ta những cái câu hỏi mà nó làm cho chúng ta như thế nào à? Chúng ta phải thoát ra, chúng ta phải tỉnh ngộ, hỏi những câu hỏi mà nó đưa chúng ta trở về thực tại. À, chúng ta rất cần những cái câu hỏi đó như vậy. À, để chúng ta phát triển hơn, để chúng ta tốt hơn. À, các bạn hình dung chưa? À, nó là các bạn thấy điều này tuyệt vời không? Hồi nãy giờ mình live stream sắp được 1 tiếng đồng hồ rồi á, còn khoảng 10 phút nữa là 1 tiếng đồng hồ, chắc là không kịp quá, nó còn dài quá. À, giả là mình sẽ mình chia sẻ bằng khoảng 10 phút nữa, tại nó còn dài quá. Tại vì nếu mà mình kết cho nó hết 17-18 điều này á, thì nó như thế nào? Nó sẽ đi nhanh quá, không kịp giảng giải, không kịp ví dụ cho các bạn. Nên mình sẽ như thế nào? Mình sẽ thêm một buổi nữa nói về cái chủ đề này, để cho nó gì để nó sâu hơn, để cho các bạn thấy nó sâu hơn. Mới điều thứ 13 rồi mà nó chuẩn bị sắp 1 tiếng đồng hồ rồi. À, vậy thì các bạn thấy không? Nó là hãy nhìn cái thực tại của mình, hãy nói tới cái thực tại của mình, để chúng ta mới thoát ra được chứ. À, nó là mong rằng sau cái live stream này, bạn ngồi bạn xem lại, bạn xem cái phần 1, rồi bạn xem phần 2, rồi tối mai mình rảnh mình sẽ chia sẻ bạn tiếp cái phần 3. À, và bạn hệ thống hóa lại. Nếu mà bạn chịu khó, bạn ngồi bạn nghe và bạn có cái quyển tập, bạn ghi ra nữa thì bạn tự trả lời và bạn làm tốt những cái điều này, thì 2 năm nữa, 3 năm nữa, 5 năm nữa, bạn sẽ thay đổi rất là nhiều các bạn à. Đó. Và bây giờ mình giới thiệu về mình một chút xíu. Có một số bạn hồi nãy giờ xem live stream cũng sẽ không biết về mình. Mình tên là Nguyễn Thế Duy, năm nay mình 43 tuổi. Mình là trước kia mình là người Khánh Hòa, mình ở Cam Ranh. Và khi mà mình thi đậu đại học rồi thì mình vào Sài Gòn mình học. Và hiện tại mình là người ở quận 2. À, mình có hộ khẩu ở thành phố Chí Minh, hộ khẩu ở quận 2. Mình sống ở cái khu Thảo Điền quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Mình là người sáng lập cái vườn ươm nhân dân B-Training. Là cái vườn ươm gì ạ? Là cái vườn ươm mà chuyên đào tạo cho các bạn ra làm kinh doanh. À, là gọi là làm chủ doanh nghiệp á. Khóa học nổi tiếng của mình là khóa học làm chủ doanh nghiệp. À, và rất là nhiều bạn từ các tỉnh bay về đây học cái khóa làm chủ doanh nghiệp. À, bạn nào mà quan tâm tới cái lớp làm chủ doanh nghiệp các bạn ở các tỉnh các bạn không về các bạn học được, thì các bạn ghi cái số Zalo 0937 93 95 98, các bạn chat với các bạn phụ trách đó để các bạn add vào cái lớp một cái group bí mật để các bạn học cái lớp làm chủ doanh nghiệp. Mình live stream cho các bạn trên online luôn. À, đó là dành cho những bạn ở xa, tuy nhiên không miễn phí nha. Cái lớp đó là có học phí đó, học phí là 500 ngàn đó, không có miễn phí. Bạn nào mình khuyên các bạn là nên về tại trung tâm trực tiếp để học. Vì sao như vậy? Học trực tiếp nó vẫn tốt hơn là học qua live stream.
Các bạn được dịp tương tác, các bạn được dịp làm quen với tất cả những con người đó. Các bạn nghe mình kể những câu chuyện, mình ví dụ mình đưa ra thì các bạn sẽ rõ hơn. Tuy nhiên có những bạn ở các tỉnh thành xa xôi như ở Lào Cai, ở Bạc Liêu, ở Gia Lai, xa xôi quá cái việc về không được. Thì các bạn nếu quan tâm tới làm chủ doanh nghiệp thì các bạn add vào cái group. Và dĩ nhiên bạn nào muốn học miễn phí thì mình sẽ chia sẻ cho bạn chỉ 3 giờ thôi. Có cái lớp miễn phí 3 giờ là cái lớp đó nói để các bạn biết. Còn các bạn muốn học chuyên sâu thì các bạn phải đóng học phí 500 ngàn vào cái lớp làm chủ doanh nghiệp, chỉ có 500 ngàn thôi, không có nhiều gì hết. Mình bỏ cái công sức mình livestream cho các bạn. Những người mà sẵn sàng bỏ tiền thì những người đó như thế nào họ mới chịu khó học, đó là lý do. Còn những người mà miễn phí là những người không có quý. Họ không có quý, họ chỉ nghe đầu này, họ bỏ đầu kia rồi họ để đó, họ không có làm. Còn những người bỏ tiền, họ như thế nào học bỏ tiền rồi không làm, mất tiền ra chịu thì như vậy họ mới làm. Sau khi học xong như thế nào số điện thoại là 0937939598. Add Zalo và trao đổi với bạn phụ trách. Và hiện tại mình có 4 cái quyển sách sau. Và bạn nào mua đọc những cái quyển sách này thì nó sẽ giúp cho các bạn học nó sẽ tốt hơn. Quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Bạn nào mà đọc cái quyển sách này thì chắc chắn thế nào bạn cũng nghỉ việc, bạn ra bạn làm kinh doanh liền. Và cái quyển thứ hai của mình là quyển Bán Hàng Online Ngay. Cái quyển này giúp cho các bạn giỏi về online, cái cách làm sao để chúng ta bán hàng trên online. Cái quyển sách thứ ba là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Cái quyển này là mình chia sẻ bạn 101 bài học trong kinh doanh. Bạn nào mà cái quyển sách thứ tư là cái quyển tiếng Anh rồi, bị dân đồ quay cái quyển tiếng Anh rồi thì mình không nói. Thì cái quyển ba quyển tiếng Việt này mà ngay bây giờ mà bạn nào mua đọc, ok chưa, bạn nghe đây là bạn nào mua đọc ngay bây giờ luôn, ba quyển là 330 ngàn, sẽ gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước, free ship cho các bạn luôn. Gửi về tới tận nhà thì cái người họ gửi đó họ mới thu tiền. Thì các bạn inbox cái số điện thoại xuống, hoặc các bạn cũng liên hệ cái số Zalo hồi nãy đó 0937939598 thì sách sẽ được gửi đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Free ship cho các bạn, cái tiền free ship nó cũng mất hết 50 ngàn rồi. Sách chủ yếu là chia sẻ và chia sẻ cái công sức đến các bạn thôi. Cái kho tàng kiến thức ở trong này mình chia sẻ với các bạn ở trong này. Thì bạn nào quan tâm thì để lại cái số điện thoại, ok chưa? Thì sách sẽ gửi đến nhà các bạn ngay. Rất là vui. Và các bạn mua sách, các bạn đọc, các bạn học những cái lớp, rồi các bạn không hiểu cái gì thì bắt đầu mình mới hướng dẫn được. Hồi nãy có một bạn inbox mình, thầy ơi thầy giúp em xây dựng, chỉ làm xây dựng thương hiệu luôn. Mình hỏi bạn đã đọc sách chưa, chưa học, không có kiến thức làm sao mình chỉ được. Các bạn đồng ý không? Không có kiến thức thì sao chỉ? Chẳng lẽ mình ngồi mình chỉ một mình bạn làm gì có cái việc đó. Livestream các bạn thấy không, livestream hồi nãy cái 100 người xem thì mình làm cái gì, một lúc cũng phải vài chục người, 100 người thì mình mới làm một người gì phí thời gian của mình không có làm. Ok các bạn ơi, nó là không biết thì phải học. Học nó có nhiều cách, học qua đọc, học qua livestream, học qua tham gia các lớp. Đó là cái cách chúng ta học. Như hồi nãy mình nói cái điều thứ 9 tới 10 gì đó, chúng ta cần phải có người dẫn dắt thì chúng ta mới làm được. Vâng, và bây giờ mình nói tiếp tới điều hồi nãy mình điều 13 rồi phải không? Bây giờ mình nói cái điều thứ 14. Điều thứ 14. Ok chưa? Bạn nào mà mua sách thì inbox số điện thoại cho mình. Điều số 14 ghi vào, điều số 14. Điều số 14 là phải luôn lạc quan. Cái người mà có cái tinh thần lạc quan thì đó là một trong những cái tính chất rất là quý, gọi là cái tính cách quý, một cái suy nghĩ vô cùng quý. Họ luôn tin vào cuộc sống, họ luôn tin vào chính bản thân họ, họ luôn tin vào những cái điều họ như thế nào họ đã trải nghiệm. Bạn nào mà có tư duy lạc quan là người đó tuyệt vời. Tư duy lạc quan nó làm cho con người chúng ta khỏe ra, nhẹ nhàng ra, đơn giản ra. Đồng cảm ơn bạn Lưu Ba Tước nhiều. Lâu quá mới gặp bạn Ba Tước nha. Lâu quá mới gặp bạn bạn comment á. Tuyệt vời bạn Ba Tước ơi. Cái người mà có tinh thần lạc quan á, mà mình nói
các bạn hãy luyện cho các bạn cái tính cách này. Cái tính cách này nó hay vô cùng mà mình không hiểu tại sao. Tại sao có nhiều người sống ít lạc quan đó, hở chút là họ lo sợ, hở chút là họ lo lắng, hở chút là họ đa nghi, hở chút là họ như thế nào, họ đóng khung lại. Mình không hiểu được. Mà cái tính lạc quan nó rất là đơn giản mà. Mình nhìn góc độ mọi thứ với góc độ là lạc quan và bài học thôi, là trải nghiệm thôi, thì tự nhiên cái đầu của mình nó nhẹ kinh khủng, nó dễ dàng kinh khủng. Mà tại sao nhiều người họ không có luyện được? À, mình rất là vui, không biết từ đâu biết à, cái suy nghĩ của mình, cái tinh thần của mình nó rất là lạc quan trong mọi tình huống các bạn. Mình lạc quan vô cùng à, bởi vì mình luôn nhìn với góc độ là bài học, mình luôn nhìn với góc độ là trải nghiệm, và mình luôn tìm kiếm cái cơ hội hơn là mình nhìn thấy cái khó khăn, hơn là mình nhìn thấy cái rủi ro, hơn là mình nhìn thấy cái thất bại, hơn là mình nhìn thấy cái tiêu cực. Đằng nào cũng suy nghĩ, tại không suy nghĩ như lạc quan. Đằng nào cũng tư duy, tại sao không tư duy lạc quan? Đằng nào cũng phải sống, thì cuộc đời phải sống cho đáng sống. Sống cho có một cuộc đời ì ì, một cuộc đời chán chán, một cuộc đời rề rề, một cuộc đời tiêu cực thì các bạn thấy nó chán kinh khủng. À, đời là phải sống mà. Các bạn nào mà follow trang Facebook của mình, các bạn bấm vào nút theo dõi đi, để chế độ xem trước đi. Hằng ngày, bạn nào muốn luyện cái đầu lạc quan cũng rất là đơn giản. Hằng ngày sáng dậy các bạn cứ vào, các bạn đọc những câu tích của mình đó, sáng nào mình cũng tích đó. Và mình cũng nhận được rất là nhiều bạn inbox cho mình. Bạn đó nói rằng là nhờ gì à? Nhờ sáng nào bạn cũng đọc những cái câu tích của mình, và bạn đọc 3 tháng 6 tháng này, và tự nhiên bạn thấy cái con người bạn thay đổi hẳn đi. Bạn lạc quan ra, tuyệt vời. Điều đó vô cùng tuyệt vời. À, đằng nào cũng sống thì hãy sống cuộc đời lạc quan. Đằng nào cũng suy nghĩ thì hãy suy nghĩ tích cực. Đằng nào cũng gì à? Cũng tồn tại, cũng tham gia vào cái cuộc chơi này thì hãy tham gia với cái khả năng 100%, với một tinh thần rất là nhiệt huyết. À, nó là người nào có suy nghĩ lạc quan, có cái góc nhìn lạc quan thì đó là một cái tư cách rất là quý. Và bạn có đồng ý với mình rằng khi bạn làm bất kể một việc gì mà với tinh thần lạc quan, với suy nghĩ rất là tích cực, bạn có cảm nhận ra một điều rằng, bạn đã cảm nhận ra một điều rằng bạn làm việc đó rất là dễ dàng không? Và bạn làm xong việc đó, bạn cảm giác bạn rất là khỏe, bạn rất là mạnh mẽ, và bạn đạt được cái điều đó nó dễ dàng hơn không? À, có một cái từ mà mình thấy mọi người hay sử dụng nhất, nhưng mà mình thì mình không bao giờ mình sử dụng cái từ đó. Mọi người hay gì à, vậy mình nói là à, hãy làm việc đó đi, bạn đó nói à, vậy để em cố gắng. Cái từ cố gắng là cái từ như thế nào ạ? À, cái từ cố gắng là cái từ cố hết sức rồi, chuẩn bị hết sức rồi mới cố. Cái từ đó nó dở lắm, cái từ đó nó không có hay gì hết. Cố mà, cố là sắp hết lực rồi, à, sắp hết siêu quát rồi. Tại sao cũng dùng cái từ vậy? Tại sao không nói rằng em sẽ quyết tâm em làm được, em sẽ tập trung em làm được, em cảm thấy điều này rất là tuyệt vời, em tin rằng em sẽ làm được cái việc đó. Tại sao chúng ta không nói những cái từ mà nó tràn đầy năng lượng, nó tuyệt vời? Cố lên, cố lên, cố lên, nhìn cố là sắp hết sức mất tiêu rồi. Nó là hãy tìm những cái từ ngữ nó vô cùng mạnh mẽ. À, các bạn có đồng ý là cái ngôn từ nó ảnh hưởng đến cách hành động của chúng ta không? Các bạn có đồng ý cái ngôn từ à, nó giúp cho chúng ta đầy sức mạnh không? À, các bạn nhớ chưa? Nó là hãy có một cái góc nhìn rất là lạc quan và rất là yêu đời. À, các bạn thấy không? Hồi nãy giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ livestream rồi. Vậy thì còn nhiều điều lắm. Còn nhiều điều lắm à, còn 17, 18 điều nữa. Còn tới 5, 3, 5 điều thứ 4, 15, 16, 17, 18. Còn 4, 5 điều nữa. Bây giờ nói thì không có kịp, nó sẽ rất là dài. Nó là mình sẽ dời nó lại à, ngày mai, tối ngày mai à, các bạn vào à, chào bạn Hùng Nguyễn. Cảm ơn thầy Duy rất là thẳng thắn ạ. Cảm ơn bạn Hùng Nguyễn rất là nhiều. Và ngày mai thì chúng ta sẽ à, xem tiếp cái phần 3.
Mình tưởng là hai phần nhưng mà ai ngờ khi mà chia sẻ thì nó mới kéo dài vậy. Chúc bạn buổi tối rất là ngon và bạn chịu khó bạn xem lại. Bạn nào chưa đăng ký trên kênh YouTube thì các bạn hãy bấm vào nút subscribe và bấm vào cái chuông nữa nha, nhớ bấm cái chuông. Bạn nào ở bên Facebook thì các bạn nhớ bấm vào follow và xem trước. Chúc các bạn buổi tối rất là ngon. Bạn nào tham gia các lớp học hoặc là mua sách thì các bạn để lại số điện thoại inbox hoặc là ép cái số Zalo đó chat với bạn phụ trách. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc bạn buổi tối ngủ rất là ngon.